Bạn tự tin chơi hay tự mình? Thôi để chi học bài nói xin cho đi chơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 22. 1, 2 chất cứng trứng trẻ. Và xanh dương, xanh hai, có bốn, xanh năm, xanh trắng. Tôi thấy mua cho chị. Sao chị chia sẻ nhé? Chị chia sẻ một lớp thì được, còn ba lớp thì nó lại mất hết, chỉ có còn cái chia sẻ được lớp một lớp cuối cùng. IA lên mà IB, ID mất đúng không? Xin chào. Xin chào. Để chi làm cho học bài cho chú nha. Bạn tự thanh chi. IBD hết thấy hay không em? Dạ không thấy cô ơi. Từ đây đi tay không dậy trên. Từ đây đưa gậy rồi sớm. Nó trồng lại toàn chay. Ấy sĩ sĩ thì ai số cánh để giao số hai năm. Bệnh tổ tin tính giải mình. Các lớp thấy thấy được rồi không em? Dạ được rồi cô ơi. Lạ nữa thấy thấy được đây. Rồi. Bé nói chuyện có ồn quá không em, có nghe được không vậy? Tiểu. Rồi, đặt bài xong cho xong rồi. Không nghe, không đi chơi nha. Không ngồi lại đi mạng nha, chờ mình bản nha. Rồi, chỗ nào không rõ thì mấy bạn sẽ mở mic lên nói liền cho chị ha, để chị nói lại cho mấy em. À. Con em bé buồn ngủ. Rồi, con mãi con ăn cho hết như thế này. Ôi không, để chi thuộc bài. Bạn đâu nữa, anh phải xin lạc cái đâu nữa. Cô Quang nhanh cản hết sức mà không được. Cô không chạy ra, nó tìm cái chiếc xe, nó biết chiếc xe mẹ con nhà nó chạy đi kiếm. Chào con mẹ. Ất ẩu. Cô đi con, đi cho mẹ dạy với con. Không được.
quá tự ăn ẩm mí nè con nhẹ lẹ đi rồi đây nhẹ đi mình còn xong nữa mà còn để cho xong nữa thôi nhưng chờ nó ra sao không rồi chờ không sẵn nữa con của con ba đi làm hôm bà có ăn rồi giờ con thấy nhẹ lại thôi cái kiểu đi nó kẹo chứ con vậy nữa thôi chứ đi con ăn chứ xong đi ra đó về đó ba chở đi xin lại đi đây ba cứ mình xong đồ đi ba trả nó cho mẹ à ơi không đâu đây không ăn mà không mà à đi con để cho mẹ vào ăn mà I want to say cake. Mẹ nói giùm con nghe. Mẹ nói gì nha. Giờ mình bắt đầu á mấy mẹ. Tiếp tục là chăm sóc thiết yếu trẻ sơ sinh sau sanh ha. Một em bé vừa mới sau sanh thì mình sẽ có chế độ chăm sóc như thế nào? Thì đầu tiên sẽ trả lời các câu hỏi thứ nhất ha. Hành động đầu tiên ngay sau khi trẻ sinh ra là gì? Nha, các lớp trả lời cho chị ha. Các bạn có thể đánh lên cái tin nhắn cho chị. Thứ nhất là kẹp cắt rốn, thứ hai lau khô, thứ ba hút nhớt và thứ tư là ghi tên bé. Như vậy hành động đầu tiên ngay sau khi trẻ sinh ra mình sẽ làm gì, cần thiết phải làm gì đầu tiên? Rồi các em trả lời nha. Em lớp nào vậy cưng? Em lớp nào vậy cưng? Dễ chơi. Rồi chị thấy cái group nhóm IA là đa số là A ha. Còn nhóm IB thì đa số là B và C. Nhóm IB IB thì A B này thanh hợp sang xưa chuẩn hết hợp quay rồi mỗi bạn đều có câu trả lời ha, cần trả lời rồi em xem đáp án nè. Rồi như vậy thì đáp án sẽ là gì các bạn? Em bé sẽ là gì? Gì đáp án là gì là đúng? Nghe như vậy đáp án sẽ là một cái sự ấm áp, là cái sự đầu tiên mình phải đem đến cho bé. Ha, khi bé được ấm áp
thì mọi cái sự sống cũng như mọi đáp ứng về sau của trẻ sẽ hình thành. Do đó cái chuyện đầu tiên rất quan trọng đó là phải lau khô và giữ ấm cho trẻ. Đó là hành động đầu tiên ngay sau khi trẻ sinh ra. À, đưa lên hàng đầu, rất là sự ấm áp. Ấm áp là gì? Môi trường. Cái môi trường phải ấm áp. À, môi trường sau khi bé sinh ra phải được ấm áp. Nhiệt độ lý tưởng đó là từ 25 cho đến 28 độ C. Nơi đó phải không có gió lùa và không có quạt và điều hòa. À, tuy nhiên thì gì? Ngay sau sanh thường sẽ nằm trong phòng sanh. Phòng sanh của mình á, thì thường sẽ có máy lạnh, máy điều hòa đó. Nha. Như vậy thì khi mà nằm ở máy điều hòa thì các em sẽ không cho nằm trực tiếp ngay phía dưới cái máy điều hòa nha. Để tránh cái nhiệt độ lạnh trực tiếp cũng như là cái gió trực tiếp từ từ máy điều hòa nha. Nguyên tắc là mình phải không sử dụng quạt và điều hòa. Tuy nhiên thì khi ngay trong phòng sanh thì ít khi nào mình không sử dụng điều hòa. Cái điều hòa nhiệt độ là để mình đạt được một cái nhiệt độ nhất định, ha, nhiệt độ lạnh nhất định để hạn chế nhiễm trùng xảy ra. Trong khu vực phòng sanh thì thường ta sẽ để nhiệt độ khoảng 20, 25 độ. Ha, thì thường cái nhiệt độ đó thường sẽ để từ 22 đến 25 độ. Thì khi cái nhiệt độ đó có thể làm ảnh hưởng tới bé. Ha, thì nhiệt độ lý tưởng cho trẻ phải là từ 25 đến 28 độ C. Rồi mình nhìn cái hình này. Mình nhận thấy là cái gì? Khi mà một em bé nằm ở nhiệt độ phòng, nhiệt độ mà các em để 23 độ, thì một em bé nằm ở nhiệt độ 23 độ thì tương ứng, các em có thể tưởng tượng là một cái người lớn của mình mà ở trần, mà ở nhiệt độ 0 độ C thì cái độ lạnh nó tương tự như vậy ha. Thì khi đó em bé phải chịu một độ lạnh rất là nhiều. Nên do đó nó có thể gây hạ thân nhiệt cho trẻ rất là nhanh chóng ha. Do đó nếu mà để trong vòng 10 phút sau sanh mà để bé ở nhiệt độ 23 độ thì em bé có thể giảm đến 4 độ C. Nên nhiệt độ trẻ giảm rất là nhanh và giảm đến 4 độ C. Như vậy yêu cầu đặt ra đầu tiên đó là phải lau khô và giữ ấm cho trẻ. Cái tác dụng của lau khô ngay sau sanh nó có hai tác dụng. Thứ nhất là phòng hạ thân nhiệt cho trẻ. Cái thứ hai đó là cái động tác lau khô sẽ giúp kích thích cho trẻ tạo cái nhịp thở đầu tiên đối với trẻ. À, như vậy hành động lau khô của mình nó sẽ có hai mục đích. Một là phòng được hạ thân nhiệt. Thứ hai là kích thích được nhịp thở đầu tiên của trẻ ngay sau khi trẻ chào đời. Cái việc mà hạ thân nhiệt của trẻ đó, nếu các em không can thiệp để cho trẻ hạ thân nhiệt thì em bé có thể dẫn đến những cái hiện tượng gì? Thứ nhất là tăng cái tỷ lệ nhiễm trùng, tăng cái hiện tượng rối loạn đông máu, toan chuyển hóa máu, thậm chí là bệnh về hô hấp, xuất huyết não, người ta nghiên cứu người ta thấy. Và đặc biệt là chậm chuyển tiếp tuần hoàn từ bào thai sang tuần hoàn độc lập. Chậm chuyển tiếp từ giai đoạn bào thai sang một cái giai đoạn sống độc lập. Do đó cái việc rất quan trọng đầu tiên đó là phải lau khô. Rồi, như vậy lau khô sẽ như thế nào là đúng? Lau khô cũng phải đúng nha, chứ không phải muốn lau như thế nào cũng được nè. Như vậy thứ nhất là lau khô. Lau khô phải trong vòng 5 giây đầu tiên sau sanh. Lau kỹ lưỡng và phải theo một cái trình tự nhất định trong vòng 30 giây. Vừa lau vừa đánh giá trẻ. Và trên 95% các trẻ sẽ thở bình thường ngay sau sanh.
Rồi thứ tự như thế nào gọi là lau khô đúng thứ tự? Thì ta sẽ lau khô, cái mục đích lau khô là để giảm mất nhiệt. Thì khi đó ta sẽ lau khô từ cái nơi nào mà dễ mất nhiệt nhất cho đến cái nơi ít nhất ha. Do đó thì thường là đầu tiên mình sẽ lau mắt và mặt trước, dùng mắt và mặt, sau đó là đầu, kế đó là ngực, bụng, tai, chân, ha, lưng, mông và cuối cùng là cơ quan sinh dục. Nha, nhắc lại ha, đầu tiên sẽ lau mắt nè, mặt, đầu, ngực, bụng, tai, chân, lưng, mông và cơ quan sinh dục. Nè, nhớ không? Cái này các em phải thuộc. Khi biết viết mình cũng phải thuộc ha. Và khi lâm sàng mình cũng phải làm đúng như vậy, lau khô theo đúng thứ tự. Rồi, rồi một bạn nhắc lại cho chị đi. Bạn nhắc lại cho chị các bước lau khô như thế nào các em. Rồi, rồi, đúng rồi ha. Rồi nhớ ha. Lau từ lúc nào? Lau từ lúc nào em? Ừ, rồi trong cái quá trình lau thì cái khoảng thời gian lau của mình là phải nhanh ha. Là khoảng bao lâu? Mình lau xong, khoảng thời gian mình lau là khoảng trong bao lâu? Ừ, đúng rồi, trong vòng 30 giây ha, phải lau xong nha. Chứ không phải mình lau từ từ ha. Phải lau nhanh và đúng thứ tự. Lau từ trong vòng 5 giây đầu tiên sau sanh phải lau khô ngay. Và phải lau nhanh trong vòng 30 giây nha. Và lau đúng thứ tự. Rồi. Cái bước thứ hai đó là mình sẽ làm gì sau khi lau khô? À, như vậy là cái bước thứ hai trong chăm sóc thiết yếu sẽ là gì? Rồi, em sẽ trả lời cái câu này ha. Rồi, các nhóm đánh lên cho chị đi. Câu số 2, các em đánh số 2. Đáp án là gì? Sau khi lau khô, đáp án A là hút nhớt miệng mũi, B kẹp khát rốn, C da kề da và D là cho bú sớm. Theo các em sẽ là gì? Rồi, một số A, B, một số C. Rồi, A, B, C ha, đa số là chị thấy đáp án C là nhiều ha. À, có bạn chọn A, có bạn chọn C. Rồi, đa số là thấy A và C nhiều ha, một số bạn chọn B. Và không thấy ai chọn D hết ha. Cái đó D quá dễ là mình sẽ loại trừ rồi ha. Chưa, mình sẽ chưa cho bú lúc này ha. Rồi. Đây là đáp án nha. Cái bước thứ hai trong chăm sóc thiết yếu ở trẻ sơ sinh đó là da kề da. Ha, như vậy đáp án là đáp án C nha. Da kề da rất quan trọng và gọi là da kề da sớm. Lợi ích của da kề da được biết đến nè. Thứ nhất nè, gắn kết tình cảm mẹ con, phòng ngừa được hạ thân nhiệt cho trẻ, kích thích cho trẻ, trẻ có thể được bú mẹ sớm, kích thích hệ miễn dịch của trẻ nha. Khi da kề da thì trẻ sẽ tiếp xúc được những cái vi khuẩn có lợi nằm trên da của mẹ, phòng được hạ đường huyết ở trẻ, tức là cho trẻ được bú sớm thì có thể hạ được đường huyết ở trẻ và có sự phát triển có lợi cho não bộ của trẻ
Vì những lợi ích này, do đó người ta đem cái việc da kệ da hiện nay lên làm cái bước thứ hai trong chăm sóc thiết yếu ở trẻ. Rồi cái cách làm da kệ da như thế nào? Ngay sau khi trẻ được sanh ra, sau khi lau khô xong, đặc biệt nha, nếu trẻ khóc hoặc thở, nếu trẻ khóc hoặc thở thì các em mới làm da kề da. Còn nếu trẻ không khóc hoặc là không thở thì lúc đó mình sẽ tiến hành hồi sức sơ sinh chứ mình không làm da kề da nữa. À, do đó lưu ý cái chỗ này. Nguyên tắc làm da kề da thì trẻ phải bình thường, tức là trẻ phải khóc và thở tốt thì lúc đó mình mới làm da kề da. Da kề da mình sẽ làm như thế nào? Sau khi lau khô nào, mình sẽ đặt trẻ nằm sấp lên trên bụng hoặc trên ngực của bà mẹ nha, để cho ngực của trẻ áp sát với ngực của bà mẹ. Sau đó mình phải đắp một miếng khăn sạch lên trên cho bé để giữ ấm cho bé. Và gái cuối cùng là phải đội nón cho trẻ hay là đội mũ cho trẻ. Mốc nhiệt qua da đầu trẻ là rất là lớn, ngay do đó trẻ sơ sinh cần phải được đội mũ càng sớm càng tốt nha. Rồi đó là phương pháp da kề bước thứ hai ha, các em nhớ nha, da kề da. Rồi bước thứ ba như vậy đây nè, không hỏi bước thứ ba nữa mà bước thứ ba sẽ là kẹp và cắt rốn. Rồi vậy em sẽ trả lời khi nào thì kẹp và cắt rốn? A 1-3 phút sau sanh, B khi mạch rốn ngừng đập, C không kẹp trước 1 phút, và cô D tất cả đều đúng. Rồi các em chọn đi. Rồi chị thấy các bạn đa số một là chọn A, hai là chọn D à. Rồi bây giờ mình phân tích ha. Thường á, nếu mà cái nguyên tắc đánh trắc nghiệm của mình á, thì thường cái câu nào mà tất cả đều đúng á, thì thường cái câu đó nó sẽ đúng nha. Đó là nếu mà mình không biết gì hết, mình đánh đại, mình sẽ chọn cái câu tất cả đều đúng nha. Rồi bây giờ mình đọc nè. Từ 1 đến 3 phút sau sanh. Câu A là từ 1 đến 3 phút sau sanh và không kẹp trước 1 phút. Thì hai câu này nó gần như tương tự với nhau nha. Một là hai câu này đúng, hai là hai câu này đều sai. Nè. Rồi. Câu B khi mạch rốn ngừng đập. Thì nếu mà mình bắt đầu mình sẽ nắm về lý thuyết nè. Khi mình có học bài thì mình sẽ biết được là gì. Trong vòng 1 đến 3 phút ngay sau sanh thì máu sẽ từ cái bánh nhau nó sẽ qua hết cho em bé, thì khi đó mạch rốn sẽ bắt đầu ngừng đập nha. Mạch máu rốn sẽ bắt đầu ngừng đập, máu sẽ chảy hết qua cho em bé, thì khi đó mạch máu sẽ ngừng đập. Như vậy thì chốt lại, từ 1 đến 3 phút sau sanh giống như là không được kẹp sớm trước 1 phút, thì khi 1 đến 3 phút sau sanh thì mạch máu rốn sẽ ngừng đập, thì khi đó mình sẽ tiến hành kẹp và cắt rốn nha. Như vậy thì câu trả lời sẽ là đáp án D, tất cả đều đúng. Rồi như vậy tại sao mình đặt cái câu hỏi là tại sao lại phải chờ 1 đến 3 phút sau sanh mà sao không không cắt ngay sau sanh, mình không cắt gây rốn ngay nè. Lúc trước á,
cách đây một vài năm thì cái kẹp gắt rốn muộn này mình ít sử dụng, hay là do mình chưa biết được những cái lợi ích của kẹp gắt rốn muộn. Một vài năm gần đây người ta mới thấy được lợi ích của kẹp gắt rốn muộn, hay do đó người ta hiện tại đang áp dụng là kẹp và cắt rốn muộn. Tức là lúc trước người ta sau khi em bé được sanh ra thì người ta sẽ kẹp và cắt rốn ngay không chờ gì hết. Còn bây giờ người ta thấy lợi ích của việc chờ 1 đến 3 phút, chờ cho mạch máu rốn ngừng đập, chờ cho máu từ mẹ sang con hết, từ chờ cho máu từ cái bánh nhau sang cho em bé hết thì sẽ nhận được một số lợi ích. À, do đó người ta hiện tại đang áp dụng kẹp cắt rốn muộn. Người ta nhận thấy có những lợi ích gì? Cái thứ nhất nè, đối với trẻ sơ sinh đủ tháng thì trong 1 đến 3 phút đầu tiên thì cái lượng máu truyền từ bánh nhau sang trẻ sơ sinh rất là lớn, từ 80 đến 100 ml. Nè, do đó thì đối với trẻ sơ sinh á thì sẽ nhận được một cái lượng máu lớn từ bà mẹ, thì sẽ giảm cái việc là thiếu máu ở trẻ sơ sinh. Cái thứ hai thì cái lượng máu còn lại trong bánh nhau ở cái giai đoạn cuối, cái lượng sắt còn lại trong bánh nhau sẽ rất là lớn, nó khoảng 40 đến 50 mg trên 1 kg. Nè, do đó thì khi mình chờ 1 đến 3 phút thì cái lượng sắt sẽ qua được cho em bé, sẽ qua được cho em bé, và nó sẽ ngăn ngừa những cái bệnh lý đó là thiếu sắt trong những năm đầu đời ở trẻ. À, như vậy thì thứ nhất là em bé sẽ nhận được một lượng máu dồi dào, thứ hai là sẽ nhận được một cái lượng sắt giúp cho em bé giảm thiếu máu, thiếu sắt trong những năm đầu tiên. Cái thứ hai, đối với trẻ non tháng thì ngoài cái việc giảm được cái nguy cơ thiếu máu, thiếu sắt thì có thể người ta nghiên cứu là thấy có một tỷ lệ là giảm được cái tỷ lệ xuất huyết não thất ở trẻ, à, đối với trẻ sơ sinh non tháng. Do đó từ một số nghiên cứu này mà người ta mới đưa lên cái khuyến cáo là cần phải kẹp và cắt rốn muộn, ha, đưa vào thực hành lâm sàng. Rồi như vậy khi khi nào gọi là kẹp cắt rốn muộn thì thứ nhất chúng ta sẽ bắt mạch rốn khi em bé được sanh ra thì sờ mạch rốn. Khi thấy mạch rốn còn đập thì em sẽ chờ đến khi nào mạch rốn ngừng đập. Sau khi mạch rốn ngừng đập thì em sẽ tiến hành dùng cái kẹp nhựa. Cái kẹp nhựa là đây nha. Em sẽ kẹp cách chân rốn khoảng 2 cm. Sau khi kẹp cái kẹp nhựa xong, em sẽ kẹp một cái kẹp cóc xe cách cái vị trí cái kẹp nhựa khoảng 5 cm về phía bà mẹ. Bước cuối cùng là em sẽ dùng kéo cắt sát cái kẹp nhựa nha, để tách rời mẹ và con. Đây là cái thao tác kẹp và cắt rốn. Và kẹp và cắt rốn này gọi là kẹp và cắt rốn một thì, và chờ 1 đến 3 phút thì gọi là muộn. Muộn ha. Như vậy hiện nay các bước thứ ba của mình sẽ là kẹp, cắt rốn muộn và kẹp dây rốn muộn và cắt rốn một thì ha, nhớ ha. Kẹp dây rốn muộn và cắt rốn một thì. Rồi, tại sao có chữ muộn thì lúc trước người ta làm là người ta cắt rốn sớm, tại sao có một thì lúc trước người ta làm 2 thì, bây giờ người ta làm một thì. Vậy các em chỉ cần nhớ hiện tại cái khuyến cáo của Bộ Y tế Quốc gia của mình, Bộ Sinh sản, về Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản ở người phụ nữ, thì khuyến cáo là mình hiện nay nha, hiện tại là mình sẽ kẹp dây rốn muộn và cắt rốn một thì. Còn sau này làm như thế nào nữa thì mình không biết ha. Nhưng hiện tại thì mình đã áp dụng.
như vậy. Rồi chỗ này được không em? Em nghe không rõ chỗ nào thì có thể nói chị nói lại ha, hoặc chị nói chậm lại ha. Rồi cái bước thứ tư đó là cho bé bú, cho trẻ bú mẹ càng sớm càng tốt nha. Như vậy thì khi nào trẻ sẽ sẵn sàng bú? Rồi các em chọn nha. A là ngay lập tức, B 5 đến 9 phút, C 10 đến 19 phút và D là 20 đến 60 phút. Khi nào thì sẽ cho trẻ bú mẹ? Như thế nào gọi là cho trẻ bú mẹ sớm? À, em trả lời câu này nha. Rồi đa số chị thấy mấy bạn chọn D ha, và một số bạn chọn A. Rồi, xem nha. Để khi nào cho trẻ sẵn sàng bú mẹ thì các em sẽ xem những cái bước bản năng của trẻ. Đây là 9 bước bản năng của trẻ. Nghe sao xanh nha, thì khi các em đọc 9 bước bản năng này, các em sẽ kết luận lại cho chị là khi nào trẻ sẽ sẵn sàng để bú. Rồi như vậy kết luận lại là câu nào đúng các em? Kết luận lại câu nào đúng? Các bạn có đọc bài không vậy? Alo. Câu dê đúng không cô? Vậy mình thấy cái bước số 7 ha. Cái quá trình làm quen có thể kéo dài đến 20 phút. Sau khi làm quen thì trẻ mới bắt đầu bú ha. Do đó thì mình không can thiệp vào các bước tự nhiên của trẻ, tức là không cho trẻ, không phải ép trẻ bú sớm trước 20 phút nha. Do đó thời điểm bú tốt nhất của trẻ là từ 20 phút đến 1 giờ đầu sau sanh. Là câu D nha. Như vậy thì cái câu mà đúng của mình là sẽ là cho bú mẹ càng sớm càng tốt trong vòng 20 phút đến 60 phút đầu sau sanh.
Rồi, trong quá trình cho trẻ bú thì mình cần phải hỗ trợ những cử bú đầu tiên cho trẻ. Thì do mới đầu trẻ bú thì trẻ sẽ có những cái khó khăn ha, khi khi trẻ bú, tức là một là tư thế nè, hai là cái việc ngậm và bắt bú. À, do đó thì cái việc bú đầu tiên phải được sự hỗ trợ của mẹ. Ha. Thì khi đó trẻ sẽ có thể bú được ở cái lần đầu tiên, thì những lần sau thì trẻ đã có kinh nghiệm thì trẻ sẽ dễ dàng ngậm và bắt bú đúng hơn. Rồi cái bài bú mẹ này thì các em sẽ được học kỹ trên cái bài đưa con bằng sữa mẹ và cái cách cho con bú. Như vậy thì cần phải cho trẻ bú mẹ sớm, không cách ly mẹ để trẻ có thể được bú sớm trong vòng 20 phút đến 1 giờ sau sanh. Ngoài 4 cái bước chăm sóc thiết yếu thì sẽ có những chăm sóc khác, ví dụ như chăm sóc mắt, cân đo, thăm khám toàn diện ở trẻ và tiêm vitamin K1. Thì những cái chăm sóc này cần được thực hiện sau khi trẻ được bú mẹ, hoàn tất một cái việc bú mẹ đầu tiên, hoàn tất cử bú mẹ đầu tiên. Cử bú mẹ đầu tiên có thể kéo dài từ 5 đến 15 phút ha. Cho trẻ hoàn thành cái cử bú mẹ đầu tiên, sau đó mình có thể thực hiện những cái chăm sóc khác. Rồi, thể tích dạ dày của trẻ sau sanh là bao nhiêu? À, thì các em thấy có những cái hình ảnh nè. Trái hạnh. Cái gì hơi nhỏ xíu luôn, không biết luôn, trái cà. Thì trong cái bốn hình ảnh ABCD này nè, thì theo các bạn là dạ dày của trẻ sau sanh nó cỡ nào? Đáp án sẽ là đáp án D ha. Trái này nhỏ xíu này nè, cái hạnh mà nhỏ nữa ha. Rồi, đây là cái thể tích dạ dày của trẻ ngay sau sanh. Dựa vào cái thể tích dạ dày này mà các em sẽ hướng dẫn cho bố mẹ với cái thể tích như đây là đủ ha. Cho bú quá nhiều có thể dẫn đến ọc sữa ha, ọc sữa ở trẻ, và có thể gây ọc sữa, có thể gây viêm phổi tích ở trẻ do ọc sữa. Ngay do đó không nên cho bú quá nhiều, không cần trẻ phải không cần phải một cái lượng sữa quá nhiều so với cái thể tích dạ dày thật sự ở trẻ. Ngay sau sanh thì thể tích nó chỉ là 7 đến 13 ml thôi. 3 đến 6 ngày sau sinh thì khoảng 30 đến 60 ml thì tương ứng với trẻ nhỏ ha. 1 đến 6 tháng sau sanh thì khoảng là 60 đến 90 ml. Còn 6 tháng tuổi cho đến 1 tuổi thì sẽ khoảng nửa lít nha. Rồi, như vậy chị nhắc lại 4 bước chăm sóc thiết yếu ở trẻ sơ sinh. Thứ nhất là lau khô, giữ ấm. Thứ hai, da kề da sớm. Thứ ba, kẹp dây rốn muộn và tắt rốn một thì. Và thứ tư là bú mẹ sớm. Nha, đó là 4 bước chăm sóc thiết yếu ở trẻ sơ sinh. Rồi, nhắc thêm về chăm sóc khác. Chăm sóc khác thì mình có chăm sóc rốn nè. Thứ nhất là cái rốn thì mình không bôi bất cứ gì lên rốn hết, để rốn hở, không đắp rốn cũng như không băng rốn. Đối với mắt thì mình có thể sát trùng mắt bằng cái dung dịch
bạc nitrat 1% ha. Cái dung dịch bạc nitrat trên thị trường mình thấy thường là dung dịch Ariron 1%. Nếu mà mình có cái bằng chứng là chứng tỏ bà mẹ có nhiễm chlamydia trong quá trình sanh, thì khi em bé sanh ra thì mình phải nhỏ dung dịch kháng sinh cho trẻ, đó là dung dịch erythromycin 0,5%. Còn nếu mà trẻ bị nhiễm lậu cầu thì mình sẽ nhỏ dung dịch penicillin pha loãng. Đối với tất cả các trẻ mới sinh thì mình sẽ tiêm vitamin K1 cho tất cả các trẻ để phòng ngừa xuất huyết não cho trẻ sơ sinh. Đối với trẻ sơ sinh thì thường rất dễ gây xuất huyết não do thiếu prothrombin. Và cái chất tạo prothrombin đó là vitamin K. Vitamin K thì thường sẽ được truyền từ mẹ sang con. Thường trẻ rất ít khi tạo được vitamin K. Cũng như trong thực phẩm thì rất ít cái vitamin K. Do đó thì thường trẻ rất là dễ thiếu vitamin K khi trẻ mới sinh ra. Cái chuyện thứ hai đó là vitamin K là một cái vitamin tan trong dầu. Do đó nó rất khó để có thể qua được cái hàng rào nhau thai. Do đó việc truyền vitamin từ mẹ sang con, vitamin K từ mẹ sang con trong cái giai đoạn bào thai là rất là ít, rất là kém, hầu như là không có. Do đó sau sinh cần phải tiêm dự phòng cho tất cả các trẻ vitamin K1 với liều là 1 mg cho tất cả các trẻ. Rồi, đó là hết cái phần chăm sóc trẻ sơ sinh, hết thiết yếu trẻ sơ sinh. Thì chăm sóc thiết yếu với trẻ sơ sinh, các em có thể đọc thêm ở cái quyết định 4673 nha, về chăm sóc thiết yếu bà mẹ trẻ sơ sinh. Nha. Rồi, đó là hết cái phần này ha. Em còn một phần nhỏ nữa là hồi sức sơ sinh á. Em có muốn học luôn không? Hay là mình nghỉ khoảng 5 phút? Học luôn đi ha. Rồi. Và một phần nhỏ các em sẽ học nữa là hồi sức sơ sinh. Thì khi nào hồi sức sơ sinh, khi nào cần phải hồi sức sơ sinh, đó là khi đánh giá trẻ có ngạt sau sanh thì mình sẽ hồi sức sơ sinh. Và khi nào thì mình biết trẻ sẽ có ngạt. À, đúng rồi ha. Do đó thì mình đánh giá ngạt sẽ qua những cái dấu hiệu lâm sàng cũng như là cái chỉ số mà mình sẽ đánh giá có ngạt sau sanh hay không để mình quyết định có hồi sức hay không, đó là chỉ số Apgar. Do đó phút đầu tiên ngay sau sanh các em phải đánh giá chỉ số Apgar để xác định coi trẻ có ngạt hay không. Rồi đánh giá chỉ số Apgar sẽ đánh giá qua 5 dấu hiệu nha. Dấu hiệu thứ nhất đó là dấu hiệu nhịp tim. Cái hiệu nhịp tim thì thường mình sẽ dùng ống nghe để mình nghe tiếng tim của trẻ ha. Có thể đếm mạch hoặc là các em sẽ nghe trực tiếp ở vị trí tim và đếm nhịp tim. Thường sẽ đếm nhanh trong vòng 30 giây. Nguyên tắc thì các em đếm trong vòng 1 giây. Nhưng mà nếu các em thấy trẻ đang tím tái
thì các em phải nghe rất là nhanh trong vòng 30 giây, hoặc là có thể phải đếm rất nhanh trong vòng 6 giây và sau đó thêm một số 0 nha. Ví dụ trong vòng 6 giây mình nghe được 6 6 nhịp tim, thì như vậy mình sẽ rất là nhanh, mình sẽ tính được đó là nhịp tim bình thường của trẻ là bao nhiêu trong vòng 6 giây. 6 giây đầu tiên nghe được 6 nhịp, như vậy nhịp tim sẽ là bao nhiêu? Nghe rất là nhanh, mình sẽ đếm được là nhịp tim của trẻ là 60 nhịp trên phút nha. Đó là thứ nhất. Thứ hai là nhịp thở. Các em sẽ đánh giá nhịp thở bằng cách là quan sát cử động, quan sát cử động của lồng ngực ha, cùng lúc với việc đếm nhịp tim. Hoặc là nếu mà trẻ thở quá nông thì có thể các em phải dùng ống nghe để nghe nhịp thở và đếm nhịp thở. Đó là ý thứ hai. Thứ ba là mình sẽ đánh giá trương lực cơ. Trương lực cơ đánh giá bằng cách nào? Thì người ta sẽ nhận thấy trương lực cơ là mức co lại khi duỗi thẳng chi. Tức là bình thường á, trẻ sẽ có cái trương lực là cái tay của nó lúc nào cũng hơi co lại. Thì khi đó các em sẽ lấy cái tay, em kéo hẳn cái tay bé ra. Nếu cái tay bé duỗi thẳng ra thì trương lực yếu ha. Nếu khi mà mình kéo tay bé ra mà bé vẫn đáp ứng với mình là co lại thì đó là trương lực tốt. Cái thứ tư là phản xạ. Phản xạ là khi trẻ đáp ứng với kích thích, em có thể một là em búng vào lỗ mũi hoặc là búng vào gan lòng bàn chân, thì khi đó trẻ sẽ khóc hoặc là trẻ sẽ đạp cái chân của nó sẽ đạp khi mà mình kích thích nha, thì lúc đó gọi là bé có phản xạ. Và cái thứ năm là quan sát màu sắc da. Có các màu sắc là hồng hào toàn thân, tím hoặc là trắng bệch. Sau khi các em đánh giá thì các em sẽ đưa vào cái bảng chỉ số áp gà. Cái bảng này nó hơi sai phông chữ ha. Các em sẽ đánh giá 5 nội dung. Từ 0, các em sẽ cho điểm từ 0 đến 2 điểm. Không có gì hết thì các em sẽ cho 0 điểm. Nếu có mà yếu thì các em sẽ cho 1 điểm. Còn nếu có và tốt thì các em sẽ cho 2 điểm. Nha, cái bảng này em sẽ xem trong sách nha. Và em sẽ cho ra cái bảng điểm cuối cùng. Sau khi cộng tất cả các điểm, 5 nội dung, nếu từ 8 đến 10 điểm, tức là trẻ tốt, không cần phải hồi sức. Nếu từ 4 đến 7 điểm thì trẻ ngạt nhẹ, cần phải hồi sức thở. Nếu từ 0 đến 3 điểm thì trẻ ngạt nặng, cần phải hồi sức tim và hồi sức thở. Rồi. Như vậy đánh giá sĩ số áp gan, nếu từ dưới 7 điểm thì các em sẽ tiến hành hồi sức. Còn từ 8 điểm trở lên thì không cần hồi sức, sẽ chăm sóc như một cái trẻ sơ sinh bình thường. Thì mình sẽ chăm sóc như là chăm sóc thiết yếu ở trẻ sơ sinh mà đầu tiên mình đã học nha. Còn nếu dưới 7 điểm thì các em sẽ bắt đầu hồi sức cho trẻ. Nguyên tắc hồi sức mình sẽ làm là A, B, C và D. A là airway, tức là khai thông đường thở. B là breathing, tức là cung cấp oxy, tức là giúp cho trẻ thở. C là circulation, là tuần hoàn, hỗ trợ về tuần hoàn. D đó là rest, là thuốc. A, nguyên tắc hồi sức của mình A B C D. Sử dụng thuốc, D là sử dụng thuốc. Rồi. Cái việc đầu tiên trước khi mình hồi sức muốn đạt được thành công thì cái tư thế trẻ rất là quan trọng. Nha, tư thế trẻ rất là quan trọng. Phải đặt đúng tư thế ở trẻ. Thứ nhất là phải đặt
trẻ nằm ngửa trên một bàn phẳng. Cái bàn nó phải phẳng, không được nhấp nhô ha. Cổ phải hơi ngửa, cổ hơi ngửa thôi. Để cổ hơi ngửa thì các em có thể kê một cái cuộn vải nhỏ ở dưới vai trẻ. Đầu trẻ hơi ngửa ra thì khi đó cái đường thở sẽ là một cái đường thẳng. Thì khi đó mình hồi sức mới thành công. Và trẻ phải được luôn được giữ ấm trong suốt quá trình hồi sức. À, trẻ phải luôn được giữ ấm trong quá trình hồi sức. Rồi, bước thứ nhất là cái bước A là làm sạch đường thở. Đầu tiên sẽ lau mặt trẻ cho sạch ha. Sau đó sẽ xem coi hầu họng mũi của trẻ có đàm nhớt hay là phân su gì hay không. Nếu có thì các em phải hút sạch. Rồi sau đó mình mới tiến hành hồi sức. Nguyên tắc hút là mình phải hút miệng trước và hút mũi sau. Nhớ chỗ này ha. Tức là em phải hút miệng trước và hút mũi sau. Tại vì khi em hút mũi trước á, thì em sẽ kích thích trẻ hít vào đầu tiên. Khi mà trẻ hít vào thì nếu vùng hầu họng vẫn còn dịch hoặc là nước ối hoặc là phân su thì khi đó dịch, nước ối và phân su sẽ đi vào trong phổi, sẽ gây nên cái bệnh lý là viêm phổi hít. Nó sẽ nặng hơn, làm cho cái tình trạng hồi sức của mình sẽ khó khăn hơn. Do đó nguyên tắc hút là các em phải hút miệng trước, rồi khi đó mới hút mũi. Rồi có cái bảng này. Cái bảng này nó hơi mờ đó. Các em có thể lật quyển sách lên. Lật quyển sách ra. Các em có thấy trong sách cái bảng này không? À, các em đọc được trên trên máy thì đọc ha. Còn không thì các em nhìn vào sách. Chị sẽ giảng cái khúc này ha, và các em sau đó các em sẽ làm một số cái tình huống. Rồi khi trẻ sanh ra nè, mình sẽ đánh giá trẻ đủ tháng, nước ối trong, khó thở hoặc không ha, hoặc là trương lực cơ tốt hay không. Đánh giá này cũng tương tự như đánh giá chỉ số áp ga, nhưng nó đây là cái đánh giá cụ thể hơn ha. Nếu mà trẻ không thở hoặc khóc nè, trương lực cơ không tốt nè, chỉ không nè, thì khi đó em sẽ làm cái chữ A, tức là gì? Giữ ấm, chỉnh tư thế, làm sạch đường thở, lau khô, kích thích trẻ và đặt lại tư thế. Em sẽ cho 30 giây để em làm động tác này. Sau 30 giây em sẽ đánh giá hô hấp nè, tim và màu da của trẻ. Nếu sau khi em làm cái A xong mà trẻ khó thở nha, nhịp tim thì trên 100 lần trên phút nhưng tím nha, tức là da niêm vẫn tím. Mặc dù trẻ khó thở nhưng mà da niêm tím, nhịp tim trên 100. Lưu ý nhịp tim trên 100 hoặc là trên 80, từ 80 đến 100 lần thì nhịp tim gọi là tốt, thì không cần can thiệp về nhịp tim. Nhịp thở thì sao? Nhịp thở thì nếu trẻ thở mà tự thở được thì gọi là tốt. Và tự thở nhưng phải thở làm sao mà cho da niêm hồng hào mới là thở tốt ha. Nếu thở mà da niêm vẫn tím, tức là nhịp thở chưa, cái nồng độ oxy chưa đủ ha, thì em phải cung cấp thêm oxy. Còn nếu trẻ thở mà thở ngắt quãng hoặc là không thở thì coi như cái nhịp thở không đạt ha, thì em phải tiến hành cung cấp áp lực dương, tức là cung cấp 100% oxy cho trẻ. Như vậy thì đối với trường hợp này, trẻ tím nè, trẻ thở nhưng mà vẫn tím thì chứng tỏ là trẻ tự thở được, tuy nhiên trẻ vẫn tím thì em chỉ cần cung cấp oxy. Lúc này em chỉ cần cung cấp oxy tự do thôi.
tức là em sẽ dùng canun mũi để cho trẻ thở oxy tự do nha. Rồi trường hợp nếu trẻ ngưng thở, tức là không thấy trẻ thở hoặc là tần số tim dưới 100 lần trên phút, thì ngay lập tức em phải cung cấp áp lực giường, tức là thở bằng mát và bóng để cung cấp 100% oxy. Còn nếu sau khi cung cấp cái chỗ này, nếu sau khi em cung cấp oxy á, bằng lưu lượng tự do mà nếu trẻ vẫn tím kéo dài, thì lúc này em phải chuyển sang cung cấp bằng áp lực dương. Ha. Cái quá trình các em làm, thì mỗi quá trình làm các em sẽ theo dõi sau 30 giây, đánh giá lại sau 30 giây. Sau 30 giây cung cấp bằng áp lực dương, tức là thở bằng mát và bóng, cung cấp 100% oxy. Nếu tần số tim trên 100, trên 60 lần trên phút đó, thì em sẽ thực hiện tiếp tục cung cấp áp lực dương cho đến khi đạt nhịp tim, đạt nhịp thở. Nhịp tim trên 100, nhịp thở trẻ tự thở và hồng hào, thì khi đó em sẽ ngừng. Còn nếu khi cung cấp áp lực dương mà tần số tim nó vẫn tiếp tục giảm dưới 60 lần, thì lúc đó em vừa phải cung cấp áp lực dương, tức là nhịp thở nó không cung cấp đầy đủ và nhịp tim nó bắt đầu giảm nè, thì khi đó mình phải tiến hành ấn tim. À, nhịp tim mà em thấy giảm dưới 60 lần trên phút thì em bắt buộc phải ấn tim, tức là xoa bóp tim ngoài lồng ngực. Rồi cái quá trình này em sẽ làm trong 30 giây. 30 giây sau đánh giá lại, nếu sau khi ấn tim và cung cấp áp lực dương mà tần số tim vẫn dưới 60 lần trên phút, ha, thì em sẽ bắt đầu sử dụng thuốc để trợ tim, đó là sử dụng epinephrine. À, đó là cái chỗ này. Rồi, sau khi sử dụng thuốc em vẫn tiếp tục ấn tim và cung cấp áp lực dương đến khi nào nhịp tim đạt trên 100 lần trên phút, trẻ tự thở được và da niêm hồng, thì coi như hồi sức thành công. Còn nếu sau 20 phút mà em làm nhịp tim vẫn không đạt, nhịp thở thì bé không, vẫn không thở được, thì coi như là hồi sức thất bại. Rồi, đó là xong cái bản này. Bản này các em phải tập trung nghe nha, để mình có thể làm được những cái tình huống sau. Rồi, chỗ này hiểu chưa các em? Dạ cô ơi. Sao em? Dạ cho em hỏi là hồi nãy sao con nói là tần số từ 80 đến 100 lần là bình thường đó cô, nhưng mà hồi nãy lúc trước học bài trước thì là 110 đến 160 bình thường đó cô, là không biết em có nghe nhầm chỗ đó không đó cô? À, cái 110 đến 160 là nhịp tim thai. Nhịp tim thai nha em, tức là nhịp tim của em bé còn nằm trong bụng mẹ. Còn ở đây là mình hồi sức sơ sinh, tức là sau khi trẻ ra đời. Trẻ ra đời thì tần số từ 80 đến 100 nhịp là gọi là tốt ha, là có thể duy trì được, không cần phải hồi sức, không cần phải ấn tim. Chứ không phải là bình thường ha, không cần, cái nhịp tim đó là được, trên 100 lần là ok, không cần phải can thiệp. Đây là trẻ sơ sinh, nó khác với cái giai đoạn bào thai nha. Trong bào thai thì nhịp tim phải là 110 đến 160. Còn khi trẻ sinh ra thì nhịp tim gọi là tốt là trên 100 lần. Được hả em? Sao em?
Thông khí áp lực dương là để hỗ trợ oxy, hỗ trợ thở. Hỗ trợ thở ha, nếu có ngưng thở thì em sẽ cung cấp áp lực dương có kèm theo hoặc là không về tần số tim. Nếu tần số tim dưới 60 lần thì bắt buộc em phải ấn tim kèm theo. Còn nếu nhịp tim đạt từ 80 đến 100 lần thì em không cần phải ấn tim, em chỉ cần cung cấp áp lực dương. Rồi, ok ha. Rồi bây giờ để biết thêm, để hiểu thêm về cái bản này thì mình sẽ làm các tình huống lâm sàng nha. Rồi. Em có thấy không? Rồi, phân tích tình huống lâm sàng thứ nhất. Tình huống có thể rất là nhiều. Ví dụ người ta ghi một cái tình huống cho các em rất là dài. Nha. Nhưng mà các em phải khu trú lại những cái ý nào mà mình cần phải phân tích để mình cần thiết cho cái việc hồi sức của mình nha. Như vậy nãy ba ý là gì? Đánh giá nhịp tim, nhịp thở và màu sắc da nha. Như vậy thì cái đề bài ta cho nhiều lắm thì các em sẽ lọc ra những cái ý cần thiết để giúp cho mình quyết định cái quá trình hồi sức mình sẽ như thế nào. Thì đây chị ghi lại ngắn tắt thôi là ba cái ý quan trọng của mình ha, là nhịp tim nào trên 100 lần trên phút, trẻ tự thở, tuy nhiên da xanh xao. Như vậy tình huống thứ nhất này các em sẽ làm gì? Rồi, các em suy nghĩ đi ha. Em có thể đánh đáp án lên tin nhắn. Rồi, chút xíu một bạn sẽ trả lời cho chị ha. Rồi không thấy bạn nào trả lời hết. Chỉ thấy các bạn không biết lớp nào. Dương Việt Thắng nè, cho thở oxy qua mặt nạ. Bạn Trương Nhật Duy thì là cung cấp oxy, đánh giá thêm có thiếu máu hay không. Bạn Nguyễn Tiến Hồ Đạt hay Đạt Hồ chị không biết đọc sao. Thì là ý hai là không biết, không hiểu. Nguyễn Ngọc Bình là cho thở oxy qua mặt nạ. Rồi, nghe đó là các ý kiến của các bạn. Rồi bạn Trần Thu Thảo là giữ ấm cho trẻ, chỉnh tư thế, làm sạch đường thở. Rồi. À. Rồi đây là đáp án nha các em. Bây giờ mình phân tích nè. Một là nhịp tim trên 100 lần trên phút. Như vậy nhịp tim đạt không các em? Nhịp tim ok không? Rồi nhịp tim coi như đạt ha. Không cần can thiệp về nhịp tim. Cái thứ hai, nhịp thở trẻ tự thở được. Tuy nhiên cái nhịp thở nó là chưa đủ để cho da của trẻ hồng hào. À, như vậy trẻ đang có cái tình trạng thiếu oxy. À, nhưng mà
không có nhiều ha. Do đó thì gì, chúng ta chỉ cần cho gì, cho thở oxy qua mặt nạ ha, tức là thở qua canun mũi hoặc là qua đơn thuần qua mặt nạ. Bên cạnh đó mình phải hỗ trợ cho trẻ bằng gì? Thứ nhất vẫn phải lau khô ủ ấm, kích thích trẻ ha, vẫn phải kích thích thở cho trẻ. Làm như vậy trong vòng 30 giây, cho thở oxy trong vòng 30 giây. Sau đó kiểm tra lại nhịp thở và nhịp tim nha. Nếu sau 30 giây nhịp tim vẫn trên 100 lần trên phút, trẻ vẫn tự thở được và lúc này da trẻ bắt đầu hồng hào, thì coi như thành công ha. Mình sẽ tiếp tục cho trẻ bú mẹ và chăm sóc như bình thường. Rồi, đó là tình huống thứ nhất. Thường cái tình huống này là nhẹ, trẻ chỉ thiếu oxy nhẹ thôi ha, thì mình chỉ cần thở oxy qua canun mũi hoặc qua mặt nạ là trẻ có thể hồi phục, sau đó trẻ có thể tự thở được, thì mình sẽ tiếp tục chăm sóc như bình thường. Rồi, tình huống này được chưa các em? Tình huống này được chưa các em? Được ha. Ừ, rồi bạn nào có hỏi thì hỏi lại ha, còn không thì mình qua nha. Các em sẽ làm cái tình huống thứ hai. Tình huống thứ hai, trẻ da xanh hoặc tái, thở ngắt quãng, nhịp tim 80-100 lần trên phút. Rồi các em suy nghĩ cái tình huống thứ hai. Rồi mình sẽ mời một bạn nha, mời bạn trả lời. Các bước em sẽ làm là gì? Đinh công hiếu hay là đinh công hiếu, phải không? Hay là đinh hiếu công? Rồi bạn Đinh Công Hiếu có mặt không em? Em mở mic đi em. Chị thấy em rồi, em mở mic đi. Rồi em trình bày cái tình huống này cho các bạn ha. Em trình bày tình huống này cho các bạn. Được không em? Máy tính bạn Hiếu bật mic không được cô ơi. À, vậy bạn khác đi. Vậy bạn nào có hỏi hỗ trợ bạn Hiếu? Bạn nào có thể trả lời không? Ừ.
Rồi. À đúng rồi em ha. Mình phân tích là nhịp tim 80 đến 100 lần như vậy nhịp tim đạt không? Tương đối đạt ha. Tương đối đạt nha. Trên 100 lần là bình thường, tuy nhiên 80 đến 100 lần là mình cũng chưa phải can thiệp về tim ha, tức là sau bóp tim á mình chưa cần can thiệp. Cái thứ hai là nhịp thở của trẻ nè. Trẻ thở ngắt quãng thì coi như trẻ thở không được rồi ha. Và cái việc thở ngắt quãng này làm cho trẻ xanh mà tái ha, do đó thì mình không, ở đây mình không dùng thở oxy tự do nha. Khi em thấy trẻ thở ngắt quãng thì em quyết định luôn là thở cung cấp áp lực dương ngay từ đầu ha, tức là đặt mát và bóng. Này, dùng mặt nạ, dùng mát và bóng ha. Đây là cái trường hợp mà mình hồi sức trong bệnh viện. Còn nếu như lỡ mà cái gặp trường hợp mà em gặp bên ngoài á, gặp những trường hợp xanh rớt á, xanh rớt mà ở bên ngoài mà trẻ đang gặp cái tình trạng này nè, thì em có thể hỗ trợ bằng cách là hô hấp nhân tạo, kỹ thuật miệng miệng ha, kỹ thuật miệng miệng để giúp cung cấp oxy cho trẻ. Rồi. Bên cạnh cái hồi sức chính thì mình vẫn phải làm lau khô, ủ ấm và kích thích trẻ ha. Rồi. Đây là cái kỹ thuật mặt nạ và bóp bóng. Mặt nạ mình phải phủ kín mũi và miệng của trẻ. Một tay mình sẽ cố định mặt nạ, tay kia mình sẽ bóp bóng. Khi mình bóp bóng thì mình phải quan sát được trẻ coi có phồng lên theo cái bóng hay không ha, khi mà mình bóp hay không. Nếu mà không phồng lên thì mình phải chỉnh lại tư thế và chỉnh lại mặt nạ và thử lại một lần nữa. Tới khi nào mình bóp bóng mà thấy lồng ngực của trẻ phồng lên sau mỗi lần bóp bóng, tức là mình đã thực hiện đúng ha. Và nếu hỗ trợ thở cho trẻ thì mình sẽ làm với tần số bóp bóng là 40 lần trên 1 phút. Nhá tần số này ha, 40 lần trên 1 phút. Dễ nhớ là các em sẽ nhớ tần số thở của trẻ bao nhiêu thì mình sẽ hỗ trợ bóng với cái tần số tương tự như vậy. Tần số thở của trẻ khoảng trung bình là khoảng 40 đến 60 lần trên phút. Do đó em sẽ hỗ trợ thở cho trẻ bóp bóng với tần số là 40 lần trên phút. Rồi ở đây các em sẽ có một số loại bóng sử dụng trong hồi sức ha. Thứ nhất là bóng tự phòng nè các em thấy ha. Bóng tự phòng là cái bóng này nó tự phòng sẵn ha, không cần bơm khí gì vào hết, nó tự phòng. Đây là cái sợi dây gắn với nguồn oxy. Đây là cái mát. Đây là cái bóng thì mình sẽ gắn vào cái mát, sau đó mình sẽ bóp bóng thì cái nguồn oxy sẽ được dẫn vào trong mặt nạ. Cái bóng thứ hai có thể thấy là bóng phồng theo lưu lượng. Thì em cần lưu lượng khí là bao nhiêu thì em sẽ cung cấp vào lưu lượng, bơm khí vào thì khi đó cái bóng nó sẽ phồng theo lưu lượng khí. Nha. Đây là cái nguồn dẫn oxy. Đây cũng là cái gắn với cái mát. Hiện đại hơn đó là dụng cụ hồi sức ống chữ T. Thì đây cái dụng cụ này nó là một cái máy. Cái máy này em muốn áp lực bao nhiêu, em muốn nồng độ oxy bao nhiêu, cung cấp được lưu lượng bao nhiêu thì em sẽ điều chỉnh hết bằng máy. Sau đó em sẽ bấm nút thì khi đó cái máy nó sẽ tự bơm khí vào nó sẽ tự tạo áp lực vào, tức là tự bóp bóng luôn á. Em chỉ cần đặt cái mát và cho trẻ và gắn cái dụng cụ này thì cái máy nó sẽ tự hồi sức cho trẻ mà không cần người ha, không cần cái người để đứng bóp bóng. Tuy nhiên thì em thấy trong sản khoa của mình là hồi sức cấp cứu ban đầu thì em thấy
đối với ba cái dụng cụ này thì bên sản khoa của mình sẽ có cái nào các em? Bên sản khoa mình sẽ có loại bóng nào? Bên sản khoa mình chỉ có cái loại bóng này thôi ha các em, đó là bóng tự phòng ha. Mình chỉ có cái dụng cụ đơn giản này thôi. Cái này đơn giản, rẻ tiền ha, và dễ ứng dụng, do đó mình sử dụng trong hồi sức cấp cứu ban đầu tại sản khoa. Còn những cái kia thì thường mình sẽ thấy nhiều hơn ở bên nhi ha, người ta sẽ có những cái dụng cụ chuyên dụng hơn. Đây là cách áp mặt nạ ha. Cái mặt nạ đặt phủ kín mũi và miệng của trẻ. Đây là thở, thở oxy qua mặt nạ. Đây là thở oxy tự do ha, oxy lưu lượng tự do qua mặt nạ nè, áp dụng ở trường hợp thứ nhất nè. Đây là cái bóng tự phòng. Rồi như vậy cái trường hợp thứ hai ha, nếu sau khi em hỗ trợ bằng cung cấp khí áp lực dương, tức là đặt mát và bóp bóng sau 30 giây thì em sẽ ngừng lại để quan sát xem trẻ có tự thở được chưa ha. Nếu trẻ tự thở được và trẻ thở mà mình thấy được da niêm trẻ bắt đầu hồng hào thì tiếp tục hỗ trợ cho đến khi trẻ thở bình thường và da niêm hồng hào thì mình sẽ ngưng. Nên cho thở tiếp tục ha, khoảng 1-2 phút sau đó rồi quan sát trẻ. Nếu trẻ tự thở được, trẻ hồng hào thì mình sẽ ngưng. Đó là tình huống thứ hai nha. Được hả các em? Rồi các em sẽ xem cái tình huống cuối cùng. Trẻ không thở, tim không đập, hoặc là nhịp tim dưới 60 lần trên phút. Thì với tình huống này mình sẽ làm gì? Rồi, mời bạn Nguyễn Hồng An. Nguyễn Hồng An có không em? Hồng Ân hay Hồng An nè? Được rồi, em có thể trình bày tình huống này với các bạn. Rồi như vậy em sẽ làm đồng thời hay là em làm cái nào trước cái nào sau? Theo em. Ừ. Như vậy mình sẽ làm chậm. Nếu em chỉ hồi sức tim thì không có nhịp thở thì sau đó tim nó cũng không hoạt động. Nha, trẻ không thở, không đủ oxy thì em có hồi sức cỡ nào tim nó cũng sẽ rớt tiếp tục và sẽ không hoạt động.
À, như vậy thì do đó thì này tình huống này anh phải làm gì? Thứ nhất nè, nhịp tim dưới 60 lần hoặc là không có nhịp tim, tức là nhịp tim không đẹp, bắt buộc em phải ấn tim. À, bên cạnh đó thì thở thì trẻ lại không thở được. Nếu trẻ tự thở thì em chỉ cần ấn tim. À, còn nếu trẻ không thở, trường hợp này là trẻ vừa không có nhịp tim vừa không có nhịp thở thì bắt buộc em phải vừa ấn tim và vừa hồi sức thở. Như vậy thì nếu chỉ ấn tim đơn thuần thì em sẽ ấn tim với tần số là từ 100 hoặc là 120 lần trên phút nếu chỉ ấn tim. Còn bây giờ vừa ấn tim vừa bóp bóng thì em sẽ làm với tần số bao nhiêu? Tần số bao nhiêu ân? An. An hay ân? À, ân. Không, tức là em vừa vừa ấn tim và vừa bóp bóng sẽ là tần số bao nhiêu? Làm phối hợp thì em sẽ làm như thế nào? Với tỷ lệ là bao nhiêu? Với tỷ lệ là bao nhiêu? Ừ. Nếu ấn tim thì các em sẽ làm tần số là 100 đến 120. Còn nếu bóp bóng thì em sẽ làm 40. Như vậy nếu vừa ấn tim vừa bóp bóng em sẽ lần làm với tần số là tỷ lệ là 3 1 ha. Tức là 3 lần ấn tim em sẽ bóp bóng một lần. Rồi. Rồi đây là cái cách ấn ấn tim. Ấn tim thì em sẽ đặt lên vị trí xương ức 1 phần 3 dưới, nhớ ha, vị trí 1 phần 3 dưới của xương ức. Ấn phải sâu 1 phần 3 lồng ngực, 1 phần 3 đường kính trước sau của lồng ngực. Rồi. Chu kỳ hô hấp là mình sẽ là 3 lần bóp tim, 1 lần bóp bóng. Sau 30 giây thì mình sẽ kiểm tra lại nhịp tim và nhịp thở. Nhịp tim gọi là đạt, thì nếu nhịp tim trên 100 lần trên phút thì em sẽ tiếp tục hỗ trợ hô hấp cho đến khi trẻ tự thở. Còn nếu sau 20 phút mà cố gắng hồi sức, nếu trẻ không có đáp ứng về nhịp tim à, và cũng như nhịp thở thì coi như là em sẽ ngưng hồi sức, tức là hồi sức thất bại, trẻ tử vong ha. Rồi đây là cái cách em ấn tim nè. Ấn tim có hai phương pháp. Đây là phương pháp đầu tiên là phương pháp một ngón tay nha, một ngón tay, một ngón tay trỏ, một ngón tay cái. Thì hai cái ngón tay cái em sẽ đặt chồng lên nhau ở vị trí 1 phần 3 dưới của xương ức. Bốn ngón tay còn lại em sẽ để ở sau lưng của trẻ nha. Khi em làm như vậy em sẽ biết được cái áp lực mà em ấn sẽ là bao nhiêu, không có áp lực quá mạnh. Em sẽ ấn làm sao mà được 1 phần 3 của lồng ngực, lúng xuống 1 phần 3 lồng ngực. Phía trên này người ta sẽ đặt mát và bóp bóng. Ở đây khi mình ấn 1, 2, 3 thì mình sẽ ngưng. Sau đó ở trên này sẽ bóp bóng một lần. À, như vậy tỷ lệ bóp bóng và ấn tim và bóp bóng sẽ là tỷ lệ 3-1. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai, có thể ấn tim bằng phương pháp là hai ngón tay. Hai ngón tay em đặt vị trí trên và dưới nha, cũng ở 1 phần 3 dưới của xương ức. Tay còn lại em sẽ cũng phải đỡ đỡ lưng của trẻ để em biết được cái áp lực ấn của em là bao nhiêu ha, không ấn quá mạnh quá sâu. Thì đây là cái cách thứ hai có thể làm nha. Và ở trên cũng có một người sẽ gì, đặt mát và bóp bóng. Ở đây ấn 1, 2, 3 thì trên này sẽ bóp bóng một lần. Tương tự như vậy 1, 2, 3 bóp bóng một lần. Làm trong vòng 30 giây sau đó sẽ đánh giá lại.
Rồi, nếu ấn tim đúng, đây là vị trí đúng, khi em ấn tim thì đúng ngay vị trí tim. Nha. Nếu em ấn sai, để vị trí sai. Hai cái ngón tay cách xa nhau quá và đấm không đúng vị trí thì có thể ấn ngay vị trí xương sườn. Nha. Do đó nếu ấn tim sai thì cái biến chứng xảy ra sẽ là gãy xương sườn, xương sườn nó sẽ đâm vào phổi ha, hoặc là gan nằm ở dưới. Nha. Các em sẽ tổn thương gan, tổn thương phổi hoặc là gãy xương sườn nếu ấn tim sai vị trí hoặc là cái áp lực không đúng. Như vậy thì khi ấn tim, khi như thế nào là đạt? Khi nhịp tim đạt được trên 100 lần trên phút thì gọi là đạt. Mình sẽ ngưng ấn tim. Sau khi ấn tim sẽ kiểm tra nhịp thở nha. Kiểm tra cùng lúc với nhịp thở. Nếu mình ngưng mà trẻ tự thở được hoặc là trẻ thở hồng hào thì mình sẽ ngưng hồi sức thở. Rồi đó là hết cái bài. Cái tình huống thứ ba này các em có hỏi gì không? Các em sẽ hiểu không? Các em cứ theo cái sơ đồ ha, giờ mình sẽ làm. Trong bài mình có ghi cụ thể cái phương pháp, cái cách làm như thế nào. Các em có thể đọc thêm trong cái giáo trình, nó sẽ rõ hơn. Có hỏi gì thêm không các em? Tình huống thứ ba. Được chưa các em? Qua ba cái tình huống này có thể giúp các em hiểu hơn về cái bản sơ đồ hồi sức ha. Cái sơ đồ hồi sức là mình sẽ thuộc ha, để khi có những cái tình huống thì các em có thể xử trí được. Rồi đó là hết tất cả các bài của chị. Các em có hỏi gì thêm không? Linh hỏi một tên. Các lớp có hỏi gì không nè? À, trong sách các em ghi như thế nào? Tại vì một số sách nó sẽ viết khác nhau ha, chị tham khảo sách khác. Còn bây giờ giáo trình của các em thì là 7 điểm vẫn gọi là bình thường đúng không? Vậy thì em sẽ học theo giáo trình ha. Dưới 7 điểm thì mình sẽ hồi sức. Nhưng mà thực tế thì dựa trên cái bảng điểm mình còn dựa trên những cái khác nữa ha. Dựa trên ba cái chủ yếu, chủ đạo của mình đó là nhịp tim, nhịp thở và màu sắc da để mình hồi sức, hơn là đánh giá chỉ số áp ga. Chỉ số áp ga mình chỉ đánh giá nhanh thôi. Chỉ số áp ga mình đánh giá nhanh một phút đầu tiên coi mình có cần hồi sức hay không. Nên còn xử trí cụ thể là mình dựa vào cái bảng xử trí. Các bạn xử trí như cái giáo trình chị đang ghi trong đó. Còn câu hỏi nào không các em? Được ha, vậy bài mình đã hiểu hết ha. Tất cả các bài mình đã hiểu rồi đúng không?
Các em thấy buổi học online hôm nay của mình như thế nào? Buổi học online của mình như thế nào các em? Có được không? Vẫn nghe rõ đúng không các em? Vẫn nghe rõ, vẫn có thể hiểu được đúng không? Các bạn khác thì sao? Các bạn khác có ý kiến gì không?